Chào mừng toàn thể quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh xe uy tín của em Vinh. Ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với lại chiếc xe Toyota Camry. Và chiếc xe ngày hôm nay em muốn gửi tới toàn thể quý anh chị là chiếc Camry phiên bản 2.5Q màu trắng ngọc trai, và phần nội thất phía bên trong là nội thất màu đen nha quý anh chị nhé. Và chiếc xe này của chúng ta được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, và trong năm 2023 này của chúng ta vẫn sẽ được nhà máy Toyota Việt Nam gia hạn gói bảo hành 5 năm và 150.000 km. Vậy thì chiếc xe Toyota Camry phiên bản 2.5Q này của chúng ta sẽ được trang bị những cái option gì ở trên chiếc xe này với mức giá khá là cao của một phiên bản cao cấp trong mẫu sedan hạng D của nhà Toyota? Thì chiếc Camry này liệu có phải là một chiếc xe dành cho những khách hàng yêu cái sự yên tĩnh, êm ả và một cái sự quyến rũ đặc biệt của mẫu xe Toyota Camry, một chiếc xe hạng sang, phân khúc hạng D của nhà Toyota hay không? Và mức giá bán của chiếc xe Camry phiên bản 2.5Q này sẽ có mức giá là bao nhiêu với cái màu sắc ngoại thất màu trắng ngọc trai rất là đẹp và rất là hấp dẫn này? Thì trong video ngày hôm nay em Vinh sẽ giải đáp tất cả những thắc mắc trên gửi tới toàn thể quý khách hàng. Những khách hàng nào mà chưa đăng ký kênh của em Vinh, nhớ tặng cho em Vinh một nút đăng ký kênh và một nút like để tạo động lực cho em Vinh làm ra nhiều video hay hơn về những mẫu xe mà quý chị yêu thích nha. Trước khi chúng ta cùng em Vinh bước vào phần giá thì hãy cùng em Vinh điểm sơ qua về những cái trang bị và những cái tính năng được nhà máy Toyota trang bị trên chiếc Camry phiên bản 2.5Q màu trắng ngọc trai này nha. Thì đầu tiên phải nói tới chính là cái cụm đèn. Đèn chiếu sáng phía trước của Camry thì được trang bị với bóng đèn bi LED đó, được tích hợp gọn phía bên trong cái cụm đèn chiếu sáng phía trước đây này. Đó. Rồi, đèn chiếu xa và đèn chiếu gần sẽ được tích hợp trong cái bóng đèn bi LED phía trước đây. Và phía bên đây của chúng ta sẽ được trang bị là bóng đèn chiếu sáng ban ngày dạng xương cá rất là đẹp ở đây. Phía dưới đây sẽ là đèn xi nhan của chúng ta. Đó, rất là đẹp luôn. Cái cách thiết kế cái cụm đèn này nhìn nó rất là hấp dẫn và nhìn nó cuốn hút hơn, thể hiện cái sự quyến rũ rõ ràng hơn của chiếc Toyota Camry. Thì để em Vinh sẽ thao tác bật lên để quý anh chị cùng quan sát nha. Và đây là cái cụm đèn phía trước của chiếc Camry khi được mở lên này quý anh chị, rất là đẹp luôn nha. Chúng ta nhìn thôi là đã thấy thích rồi. Đó. Phía xuống phía dưới đây thì chúng ta sẽ được trang bị 4 cảm biến ở phía trước luôn. Đó, rất là đầy đủ luôn nha. Xung quanh xe chúng ta có đến 8 cảm biến. 1 này. Đó. Phía trong đây là 2 này. Đó, cái núm tròn màu đen đó quý anh chị ha. Và phía góc bên kia cũng có 2 nữa, là 8 cảm biến xung quanh xe giúp chúng ta điều khiển chiếc xe nó dễ dàng hơn. Đèn sương mù thì sẽ được đưa thấp xuống phía dưới đây. Đó, cũng là sử dụng bóng LED luôn nha, và một cái thanh mạ bạc rất là đẹp luôn, trang trí hình cánh cung ở phía bên ngoài. Đó, về tổng quan khi chiếc xe của chúng ta mở đèn lên thì thôi, thật sự nó phải nói là quá là quyến rũ luôn, nhìn nó rất là đẹp luôn nha quý chị nha. Đó, quý chị nhìn trực tiếp trong video mà em Vinh đang quay này. Đây là cái điểm cuốn hút đầu tiên của chiếc Camry này khi nó được thiết kế rất là đẹp và rất là quyến rũ. Đó, logo thì sẽ được kháng gương và tích hợp gói an toàn tiên tiến nhất của nhà Toyota, ở trên là gói an toàn Toyota Safety Share. Đó, nằm gọn trong cái logo tráng gương rất là đẹp này nha. Và không thể thiếu đó chính là hệ thống camera 360 độ được tích hợp theo xe. Đó. Về lưới tản nhiệt thì sẽ được sơn màu đen bóng rất là đẹp luôn. Đó, quý chị để quan sát trực tiếp trong video mà em Vinh đang quay này. Đó, phần lưới tản nhiệt sơn màu đen bóng. Nhìn chiếc xe nó cuốn hút vô cùng luôn. Đó. Đó là về tổng quan về phần đầu xe. Nhìn không có gì để chê trên chiếc Camry phiên bản 2.5Q này rồi. Còn về phần hông xe thì sao? Hông xe của Camry thì được trang bị khá là đầy đủ với gần như tất cả mọi thứ cần trên một chiếc sedan hạng D cao cấp của nhà Toyota. Đầu tiên phải nói tới trên là bộ mâm. Mâm thì được trang bị mâm 18 inch, là mâm đúc phay xước đa chấu rất là đẹp luôn. Thắng thì sử dụng thắng đĩa 4 bánh nha quý chị nha. Đó là điều đương nhiên rồi, một bộ mâm rất là đẹp và rất là cuốn hút. Đó, với cái khoảng sáng gầm xe rất là thấp như thế này thì nó sẽ tạo ra cái sự ổn định rất là nhiều trong quá trình chúng ta di chuyển chiếc xe này. Đó. Gương thì sẽ được đưa thấp xuống phía dưới đây, đưa xuống cánh cửa, có tích hợp đèn rẽ dạng LED trên gương này, có cam 360 này, có chỉnh điện gập điện tự động này, có nhớ vị trí gương, vị trí ghế này, có luôn cả cảnh báo đêm mù trên gương này, đây cảnh báo đêm mù đây quý chị ha, đó. Cực kỳ đầy đủ luôn nha, đường chân kính mạ chrome này, đó. Cực đầy đủ luôn. Phía dưới đây chúng ta có tay nắm cửa mạ chrome luôn, có mở cửa thông minh trên tay nắm cửa luôn, rất là đầy đủ nha. Và với khối động cơ là 2.5 lít sử dụng động cơ là động cơ xăng. Thì trong đường kết hợp thì 7,09 lít là cái khả năng tiêu thụ của chiếc xe này. Còn đối với này trong đô thị là 9 lít 9 nha quý chị nha. Ngoài đô thị là chỉ có 5,4 lít thôi. Thì thực ra với khối động cơ 2.5 lít thì đây cũng không phải là một cái sự tiêu tốn quá nhiều nhiên liệu để một chiếc xe sedan hạng D. Đó. Còn về phần đuôi xe thì sao? Đây. Đây chính là cái đuôi xe của chiếc Camry phiên bản 2.5Q. Chắc ấn tượng nhất là phải nói đến cái cụm đèn. Đèn rất là đẹp luôn nha quý vị nha. Sử dụng hoàn toàn là bóng LED, phía sau cũng sẽ được trang bị đến 8 cảm biến, à 4 cảm biến. Đó, 4 cảm biến và hai bô nha quý chị nha. Hai bô, bên này một cái và bên kia một cái nữa. Đó.
đèn soi biển số dạng LED, chữ Camry dập nổi ở đây này, ký hiệu phiên bản 2.5Q, đó, rất là đầy đủ nha quý anh chị nha. Về tổng quan thì chúng ta chỉ cần nhìn cái đuôi xe thôi là đã thích rồi. Em vẫn khẳng định là khi khách hàng nào mà nhìn cái chiếc Camry này thì chỉ cần nhìn cái đuôi xe thôi là ngay lập tức chúng ta sẽ thấy thích cái chiếc Camry này liền. Đó. Về cái phần cốp xe đây, cốp xe thì chúng ta sẽ cùng em Vân quan sát nha. Cốp thì chưa có cốp điện nha quý anh chị nha. Đó, nhưng mà cốp thì rất là rộng luôn. Cốp rất rộng luôn. Đó, chúng ta thể thấy được đây cái phần cốp phía bên trong. Siêu siêu rộng luôn nha. Đó. Để tầm hai bộ đánh gốt ở trong đây đều được hết nha. Và Camry cái phiên bản 2.5Q thì của chúng ta còn có những cái hệ thống an toàn phía sau như là cam lùi, 4 cảm biến phía sau, hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang, rồi hệ thống tự động phanh ở phía sau luôn. Rất là đầy đủ nha quý anh chị nha. Rồi. Và cái phần quan tâm nhất chắc là nội thất rồi. Chúng ta hãy cùng em Vân tiến vào nội thất nha. Đây, đây chính là cái nội thất. Nội thất của Camry thì sẽ được trang bị với hai tông màu chủ đạo là màu đen và màu kem, tùy khách hàng lựa chọn, và cái này hoàn toàn miễn phí nha quý anh chị nha. Đây, trên táp bi cổ này. Một da màu đen rất là đẹp luôn, lên xung kính một chạm chống kẹt tất cả các cửa này. Khóa cửa gập kính điện, chỉnh kính điện này. Cực kỳ đầy đủ nha quý anh chị nha. Đó, nhớ hai vị trí ghế, vị trí gương này. Ghế thì tất cả các vị trí ghế trên xe đều sẽ được chỉnh điện hết. Ghế tài và ghế phụ ở phía trước thì sẽ chỉnh điện 10 hướng nha quý chị nha. Trên đây thì sẽ có những cái hệ thống trong gói an toàn Toyota CitySense như đèn pha thích ứng thông minh này, ASB, đó, VC TRC, camera 60, mở cốp điện và mở nắp xăng bằng điện. Đây, đó là đầy đủ nha. Rồi, còn em Vinh bước vào cái phần nội thất của cái chiếc xe này để chúng ta cùng quan sát và đánh giá chi tiết hơn về chiếc Camry này nha. Đầu tiên về cái màn hình phía trước mặt người lái, chúng ta sẽ được trang bị một màn hình đa thông tin 7 inch, thể hiện gần như đầy đủ tất cả thông số kỹ thuật của chiếc xe trên đây luôn nha. Đó, đây là cái màn hình 7 inch của chúng ta, đó, thể hiện gần như đầy đủ hết. Những cái hệ thống an toàn ở trên xe đều sẽ được thể hiện hết ở trên đây. Đó. Rồi, có cảnh báo áp suất lốp từng bánh luôn nha, hiện rất là rõ ràng. Và những hệ thống an toàn trên xe. Đó. Và hai đồng hồ cơ thể hiện vòng tua máy và tốc độ xe của chúng ta. Vô lăng thì sẽ được bọc da mạ bạc ba chấu, vô cùng đẹp luôn nha. Đó, phía bên đây thì sẽ là điều khiển giọng nói, là lệnh giọng nói, điều khiển màn hình đa thông tin. Phía bên đây sẽ là gói an toàn Toyota CitySense, đó là làn đường và cảnh báo tiếng va chạm. Phía bên trên đây thì sẽ là hệ thống ga tự động Cruise Control. Đó, đèn phía trước thì đương nhiên là auto rồi. Đó, gạt mưa cũng sẽ là gạt mưa auto luôn. Đó, chúng ta sẽ nhìn thấy cái chữ auto ở đây này. Đó, lấy chuyển số thể thao cho vô lăng. Đó, cộng trừ hai bên. Đó là đầy đủ nha. Nút đèn start stop, chìa khóa thông minh. Màn hình giải trí 9 inch có cái tông Apple CarPlay, Android Auto. Rất là đầy đủ nha quý anh chị nha. Rồi. Phía dưới đây thì chúng ta sẽ được trang bị điều hòa tự động 3 vùng độc lập. Rất là thuận tiện trong quá trình sử dụng xe. Đó. Chúng ta thích để điều hòa ở nhiệt độ bao nhiêu là đều theo sở thích của chúng ta hết. Đó, người phía trước, người phía sau không cần phải chung một nhiệt độ nha quý anh chị nha. Phía dưới đây là không thể thiếu chính là sạc không dây. Khi chúng ta kích hoạt lên sẽ có đèn đây, sạc không dây. Đối với phiên bản 2.5Q thì chúng ta sẽ được trang bị hộp số 8 cấp, đó, cho khả năng vận hành mạnh mẽ và khỏe khoắn hơn. Và ba chế độ chạy như là Eco, Normal và Sport, Auto Hold, đó, phanh tay điện tử rất là đầy đủ nha. Đó. Gương chiếu hậu trong xe cũng sẽ được trang bị là gương chiếu hậu tự động chống chói, có cửa sổ trời. Đó, bản 2.5Q có cửa sổ trời nha quý chị nha. Đó, cửa sổ trời. Mặc dù chưa phải là một cái cửa sổ trời toàn cảnh đâu, nhưng mà đây sẽ là một cái cửa sổ trời nhỏ để chúng ta có thể hòa mình vào với thiên nhiên, giúp cái xe chúng ta nó thông thoáng hơn với cửa sổ trời này. Và hệ thống giải trí trên xe thì được trang bị đến 9 loa JBL. Đó, 9 loa JBL nha quý anh chị nha. Cho chất lượng âm thanh rất là tốt luôn. Đó là về hàng ghế phía trước. Còn hàng ghế thứ hai thì sao? Chúng ta cùng em Vinh khám phá cái hàng ghế thứ hai ngay bây giờ nha. Đây, chúng ta sẽ tiến vào cái hàng ghế thứ hai. Đây là cái hàng ghế thứ hai này. Cái hàng ghế thứ hai của Camry thì chắc không cần phải bàn cãi quá nhiều về cái sự rộng rãi và thoải mái của chiếc Camry này. Đó. Chúng ta sẽ thấy thích ngay khi chúng ta bước vào ngồi thôi. Đó. Đầu tiên thì không thể thiếu chính là cửa gió phía sau và hai giắc sạc ở phía dưới đây. Đó, USB 2.1A, đèn nội thất. Đó. Đặc biệt nhất ở đây thì chúng ta sẽ có một cái bệ tì tay và một cái hệ thống điều khiển hoàn toàn độc lập ở phía sau đây. À, đây, em Vinh sẽ khởi động lên nha. Đó, toàn bộ vị trí ngồi rồi tư thế ngồi của chúng ta sẽ được điều chỉnh độc lập ở phía sau. Nhiệt độ và hệ thống giải trí cũng sẽ được điều chỉnh do người ngồi phía sau nha. Đó, rồi, có rèm cửa ở phía sau đây. Rèm cửa điện ở phía sau đây nha. Đó, đầy đủ luôn, để em kích hoạt lên. Đó, có rèm cửa điện phía sau.
tạo cái sự riêng tư hơn cho chúng ta trong quá trình chúng ta sử dụng xe. Và phía bên cổ này cũng sẽ có rèm cửa. Đó, rèm cửa. Đó, dùng bằng cơ như quý anh chị nha. Đó. Về cái sự thoải mái trên Camry thì chắc em Vinh không cần phải nói quá nhiều nữa, bởi vì trong rất nhiều video em Vinh đã trải nghiệm rồi và rất nhiều khách hàng đã được trải nghiệm chiếc Camry này rồi. Đó, về cái sự thoải mái thì chắc khó có chiếc xe nào có thể qua nổi chiếc Camry này. Còn về cái thiết kế hoàn toàn mới của năm 2022 thì Camry nó lại càng quá đẹp rồi, nó không còn gì để mà chê nữa. Đó là phần tổng quan về chiếc Camry này. Và đến phần quan trọng nhất, phần mà khách hàng rất là thích, đó chính là về mức giá của chiếc xe Toyota Camry phiên bản 2.5Q này. Và hiện tại thì chiếc xe này của bên em đang là những chiếc xe cuối cùng của năm 2022 và chúng ta sẽ được áp dụng với mức giá cũ nha quý anh chị nha. Giá hiện tại của Camry tại thời điểm mà áp dụng mức giá cũ sẽ là 1 tỷ 370 triệu đồng dành cho chiếc xe Camry phiên bản 2.5Q này. Đối với cái màu trắng ngọc trai này thì quý anh chị vui lòng cộng thêm vào giá xe giúp em 8 triệu đồng nữa nha. Những khách hàng có hộ khẩu tại thành phố Hồ Chí Minh thì dự kiến mức giá lăn bánh của em nó sẽ rơi vào tầm khoảng là 1 tỷ 531 triệu đồng để có thể sở hữu chiếc xe Toyota Camry này. Còn đối tại các tỉnh lân cận như Long An thì đâu khoảng 1 tỷ 511 triệu là chúng ta thể sở hữu chiếc xe Toyota Camry phiên bản 2.5Q này về nhà rồi. Đó, về thời gian mà nhận xe thì hiện tại Camry 2.5Q của chúng ta còn một vài xe có thể giao sớm cho quý khách hàng. Đó, và mức giá thì sẽ như em Vinh báo, gần như là sẽ không ép khách hàng phải mua bảo hiểm hay là phụ kiện gì thêm đâu nha. Đó là những cái ưu điểm của Camry tại thời điểm hiện tại. Và cùng với đó thì chúng ta sẽ được ngân hàng tài chính Toyota hỗ trợ từ 80 đến 85% tùy vào nhu cầu vay của từng khách hàng. Hồ sơ thì cũng khá là đơn giản luôn, thủ tục nhanh gọn dễ dàng, không ép khách hàng phải mua bảo hiểm nhân thọ và không tính phí bảo hiểm đối với khách hàng khi mà vay ngân hàng tài chính Toyota. Và những khách hàng nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Camry này, hiện tại bên em đang có một vài xe có thể giao sớm. Và mức giá thì em Vinh cũng đã gửi rất là chi tiết đến quý anh chị về mức giá lăn bánh rồi. Và để biết chi tiết hơn về cái màu xe, cái màu nội thất mà quý anh chị yêu thích và thời gian giao xe của cái màu đó thì quý anh chị hãy liên hệ ngay cho em Vinh vào số hotline 0961 205 097 hoặc 0934 589878 78 để nhận được cái thời gian giao xe và cái mức giá xe lăn bánh về cái địa phương mà quý anh chị đang sinh sống và làm việc nha. Và dành cho những khách hàng nào mà muốn đến trực tiếp showroom để coi xe thì hiện tại bên em đang có một vài xe thể để cho khách hàng coi mẫu, thì hãy đến tại đại lý Toyota Tân Tạo nằm tọa lạc tại số 135 quốc lộ 1A, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh để xem chi tiết hơn về chiếc Camry bản 2.5Q màu trắng ngọc trai nội thất đen này nha. Đó. Và về phần cuối cùng, những khách hàng nào mà chưa đăng ký kênh của em Vinh, đừng quên nhấn like video này và tặng cho em Vinh một lúc đăng ký kênh để xem được nhiều video hay hơn và thú vị hơn và là nguồn động lực giúp em Vinh làm ra nhiều video theo nhu cầu của quý khách hàng và là những video bổ ích giúp khách hàng mua được những chiếc xe phù hợp nhất với nhu cầu của mình nha. Hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.